Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng D, đó chính là chiếc xe Nissan Tiana. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, ở phân khúc hạng D này thì chiếc Nissan Tiana được sánh vai với những chiếc xe ví dụ như Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 9.001 km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là màu xám ạ, được nhập khẩu, động cơ 2.0 lít được nhập khẩu từ Đài Loan. Chiếc xe này đã được trang bị full option từ khóa thông minh, đèn nổ start top, nội thất da cao cấp, ghế điện và đầu DVD 6 đĩa, camera lùi, cảm biến lùi, 3 màn hình. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị cảm biến sau, camera lùi, đầy đủ hết tất cả option rồi. Và cơ bản là tất cả còn rất là mới. Quý vị và các bạn có thể xem, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem qua một vòng quanh xe để quý vị và các bạn thấy tất cả nước sơn của nó còn rất là đẹp, tất cả còn rất là mới. Sau 10 năm sử dụng nhưng chiếc xe này còn khá là mới vì nó ở cái phân khúc D, cho nên là chủ xe đi rất là ít và rất là giữ gìn cẩn thận, nên chiếc xe này còn khá mới đấy ạ. Toàn bộ cái phần la răng chưa có xước sát gì cả, tất cả còn rất là mới, lốp cũng còn rất là mới và rất là dày ạ. Đây, dàn lốp này còn rất là mới luôn đấy, la răng không xước sát gì cả, tất cả còn rất là đẹp. Cặp đèn pha cũng rất là mới luôn đấy, rất là sáng. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới luôn đấy. Chưa có đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp. Nhìn về cái tổng thể, về cái phần ngoại thất của chiếc xe, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ, rất là đều xe đấy ạ. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả đâu ạ, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn khá là đẹp ạ. Sau 10 năm sử dụng nhưng chiếc xe này lăn bánh được có hơn 9 vạn km thôi, còn rất đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 396 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ 396 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây ạ, bước vào cái khoang nội thất là cái phần táp bi cửa đây ạ. Táp bi cửa trước bên lái, tất cả là còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp đây ạ. Cụm điều khiển gương kính chỉnh điện đây ạ. Và được ốp vân gỗ rất là sang trọng và rất là lịch sự ạ. Đây ạ, tất cả còn rất là mới ạ. Đồng hồ đã chạy được 9.001 km và nguyên bản đấy ạ, đồng hồ nguyên bản. Vô lăng đây ạ, vô lăng cần số sau 9.000 km thì nó còn được nguyên bản, nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Đây là cái bảng điều khiển này, mở kính này, mở cốp sau này, xăng xe này, nâng cái chỉnh đèn pha này. Riêng về cái phần nội thất ở cái phân khúc hạng D này thì chiếc Nissan Tiana này được trang bị rất là cầu kỳ, rất là đẹp ạ. Vì là đã được trang bị theo cái vân ốp gỗ
rất là đẹp, ốp vân gỗ rất là đẹp và nội thất da cao cấp. Nội thất da cao cấp còn nguyên bản ạ, chưa có sửa chữa, chưa có vá víu gì cả, tất cả còn nguyên bản. Và ghế là ghế chỉnh điện rồi đấy ạ, ghế lái chỉnh điện, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ, tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp, kết hợp với vân gỗ đây ạ, rất là lịch sự ạ. Và nội thất thì là cái ghế da rất là cao cấp. Thưa với quý vị và các bạn, cái phần da cao cấp càng sử dụng nó lại càng mềm, da nó lại càng mềm đấy. Và xe cũng đã được trang bị là 3 màn hình, 2 màn hình giải trí phía sau và cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn. Xe đã được trang bị tích hợp các phím điều khiển trên âm thanh trên vô lăng này, cruise control này, đồng hồ công tơ mét đây ạ. Đấy, màn hình trung tâm, màn hình chính giải trí đa phương tiện này. Đầu DVD 6 đĩa 1 2 3 4 5 6 đây ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ. Và táp bi cửa thì còn rất là mới ạ. Đấy, thưa với quý vị và bạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Hiển thị tốc độ đường kính lái đây ạ. Đây là cái phần hiển thị tốc độ đường kính lái đây ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nội thất còn nguyên bản hết ạ, chưa phải làm lại bất cứ một cái gì ạ. Rất đẹp luôn ạ. Đây, riêng về cái phần da này thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Nếu như là da thật, da xịn, càng sử dụng nó lại càng mềm. Đấy, thưa với quý vị các bạn, chưa phải làm lại gì cả. Nội thất da này rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần cốp sau xe. Ở cái phân khúc sedan thì là những chiếc cốp được trang bị rất là rộng rãi vì chiếc xe nó rất là dài. Và điều đặc biệt là ở đằng sau này nó có thêm một cái đầu CD 6 đĩa này nữa đấy ạ. DVD 6 đĩa thêm một cái đầu nữa đấy ạ. Đấy, chiếc xe này được trang bị rất là nhiều đầu. Và đây là một cái đầu này, có thể là cái đầu TV ấy, để xem TV đấy ạ. Đấy, nguyên bản của nhà sản xuất thôi, nhưng mà chắc chắn là bây giờ không sử dụng đến những cái thiết bị này. Đấy, những cái thiết bị này thì gần như là rất ít sử dụng đến ạ. Và điều mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem là ốc đây ạ. Ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản. Điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì cả, nên nó mới còn nguyên bản như này ạ. Và còn rất là mới ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, tất cả nguyên bản ạ. Nội thất còn rất là đẹp luôn ạ. Sạch sẽ, đẹp đẽ luôn ạ. Khá là mới đấy. Chỉ hơn 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc D rất là sang chảnh này. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Và đây chính là chiếc cánh cửa trước bên lái, à bên phụ ạ. Đây là chiếc cánh cửa trước bên phụ ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho đến nơi còn nguyên bản. Táp bi cửa cũng còn rất là mới, rất là sạch sẽ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần táp bi và cái phần nội thất của chiếc xe. Tất cả còn rất là mới ạ. Sau 10 năm sử dụng nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp luôn đấy. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Ghế da nguyên bản luôn ạ. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe Nissan Tiana 2010 này. Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Tiana 2010 này là cái khối động cơ xăng 2.0 lít ạ. Đấy, và cái điều đặc biệt tôi muốn quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là cái phần động cơ này nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Máy móc còn nguyên bản, tất cả các ốc này còn nguyên bản hết ạ.
Chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp gì đâu. Tất cả chúng tôi sẽ để nguyên như thế này để bán. Tại vì là chiếc xe này nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi thì rất giữ gìn, quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ. Đây là toàn bộ là những cái phần mà chủ xe đã treo cái băng phiến để chống chuột đấy ạ. Chuột nó sẽ ngửi thấy cái mùi băng phiến này, nó sẽ không vào ở trong cái động cơ này nữa. Tại vì quý vị và các bạn cũng đã biết đấy, chuột rất thích lên những cái động cơ xe, nhất là khi quý vị và các bạn đi xe mùa đông về tối rất là ấm. Động cơ rất là mới luôn đấy ạ. Tất cả các ốc còn zin hết đấy. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 9 vạn km thôi. Nói thật với quý vị và các bạn, với 9 vạn km này thì ở những chiếc xe taxi chạy 1 năm cũng có thể đạt tới 9 vạn km rồi. Nhưng chiếc xe này 10 năm mới có 9 vạn km thôi. Cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm ạ. Và cái động cơ này nếu như không có tai nạn, không bị ngập nước thì 9 vạn này thì chưa thành vấn đề, chỉ có vài chục vạn nữa. Tất cả là còn nguyên bản ạ. Còn rất là đẹp ạ. Đấy, thưa quý vị và các bạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tiana 2.0 2010 này thì xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc quý vị và các bạn có thể qua xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Nissan Tiana 2010 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.